Rồi, xin chào mọi người. Mình đã quay trở lại tiếp tục chuyên mục thanh lý ha. Thì trước mắt mọi người có nhìn thấy một con máy gì không? Một con máy rất là to, rất là bự và đặc biệt là nhìn rất là bắt mắt luôn đúng không? Rồi ok, xin giới thiệu đến mọi người siêu phẩm của dòng Đai Hoa. Tự nhiên phát âm Đai Hoa trời. Của dòng Đai Hoa ha. Đai Hoa Tournament nha, Đai Hoa Tournament. Đây, mình xin giới thiệu đây là con Đai Hoa Tournament S5000. Thì con máy này size nó là 10.000 Shimano nha. Đó, công nghệ ABS, có chữ ABS phía dưới ha. Công nghệ ABS thì đó là cái công nghệ, không phải là cái công nghệ mà thắng chúng ta quay, chúng ta quay dừng như thế này là ABS ha. Đó, ABS này là cái công nghệ trên cái cối hay cái gì ấy, nó không rành đó. Còn cái mà quay dừng mà nhanh tức thời á, thì cái đó là gọi là hệ thống chống trả ngược bằng bạc đèn đũa nha. Rồi ok, con máy này hình như là cũng cái dòng cao cấp của dòng Tournament ha, Tournament S đó. Ok, núm tay quay rất to, rất bự, cầm rất là sướng luôn. Cái này là nó cầm còn tay quay này, nguyên khối kim loại rồi. Ui, rất là hầm hố luôn ha. Đây này mà dìu cá lớn sướng lắm, cầm tay nó lực lắm. Rồi bây giờ mình đánh giá tổng quan phía ngoài con máy này. Phần body nhựa, ngay cả cái lớp mạ phía dưới này không trời, rất đẹp. Tournament thì khỏi giới thiệu nhiều, made in Japan nha, yeah, made in Japan. Đó. Rồi màu đen, cối vàng, cối gold rất đẹp. Phía trên này mọi người nhìn xem này, nó bóng sáng loáng không? Nhưng con máy mình thanh lý, mình mua về mình chưa xài á, thì mình nói mình chưa xài nha, chứ không phải mình xài qua rồi mình không ưng mình bán lại cho mọi người. Rồi đây rất đẹp, ngoại hình thì không có cái điểm chê nào hết, chỉ có một điểm duy nhất mình cũng sẽ phải giới thiệu rõ cho mọi người, đó là đây ở phía trong phần sibun nó có một cái chỗ bị muối ăn. Nhưng mà sau khi mình rờ vào đây, một cái vết đây cũng không lớn đâu, sau khi mình rờ vào đây thì mình thấy nó chỉ mới bị ám thôi, nó chưa bị ăn khuyết vào trong. Tại vì rờ qua rờ lại nó không có cảm giác gì hết, nó vẫn bóng đều ha, mượt đều, thì có nghĩa là mới bị ám màu thôi. À, sau khi mua về nó đã có như vậy rồi thì mình lau dầu, lau rồi mình cất thôi. Cái phần phía trong này thì mọi người sau này mọi người vào dây, mọi người cho thêm miếng dầu vào đây, mọi người vào dây thì nó cũng không có thấy đâu ha. Rồi ok. Mà máy này thực sự thì nó không có đắt tiền như là Santiga, không có giá trị như là Santiga, nhưng mà thực sự để về có một con máy lạ, độc, bền bỉ, trâu bò để đi vào hồ câu hoặc là đi câu cùng với những người anh em bạn câu thì thực sự là cũng là rất là thu hút mọi ánh nhìn của mọi người nha. Đây à, ốc và mở cái chỗ lăn cước rất là gold, rất là vàng đẹp luôn. Đây ở trong lăng cước cũng vàng gold luôn, trợ lực luôn, trợ lực cái chỗ này, cái chỗ này trợ lực là đúng này đó, nó có khả năng trợ lực cho nguyên cái càng này. Rồi đẹp, size 10.000 chuẩn cho anh em vào hồ câu luôn ha. Đây quay rất mượt luôn trong một con máy lớn. Rồi lấy đó hai chiều hoạt động ngon lành ha, gạt lại tách tách luôn. Rồi cái nấm bên này, nấm siêu cốt bên này nó bằng kim loại luôn, rất đẹp, rất to luôn, kim loại hay là nhựa gì đó mình nhìn đẹp lắm, như cái màu kim loại vậy, hình như là kim loại đó. Rồi tiếng sibun này mọi người nghe nè, hơi nhỏ nhưng mà hay ha. Cái dòng Tournament nó là như vậy, tại vì cái tiếng lưỡi cò mà to á, mà mình tháo ra cho luôn cho mọi người xem đó. Lưỡi gà hoạt động của cái nắp tốt này. Ok rồi, ôi mới đẹp, phía trong nó còn gold gold luôn. Đây đây, trời, xuất sắc luôn. À, cái cối này thì thực sự nó đẳng cấp hơn cái cối con Ben nha mọi người, nhìn cái cối vàng vàng của Ben không có đẳng cấp bằng cái này đâu. Mình không phải là chơi Ben nhưng mà thực sự ra để so sánh giữa hai cái dòng thì nó là như vậy, chứ còn Ben thì câu rất là bền bỉ trâu bò rồi ha. À, cũng là cốt trợ lực, trợ lực cho cái cốt ha, để gia tăng sức mạnh của cốt. Cốt đã lớn rồi mà còn trợ lực trên này nữa thì cái cốt này khi mà cá lớn kéo thì nó
giữ cho cái cốt được thẳng và cái hành trình lên xuống của cái cối nó sẽ được tốt hơn. Đây, đây rất đẹp phía bên trong. Ok, cước này thì thằng này cũng vậy, gạt cước lại nó sẽ lòi ra cái ngàm dưới đây. Đây lòi cái ngàm này à, rất ok, chất chất luôn. Đây đó. À rồi ok, thì con máy này lúc mình mua về giá là 3,3 triệu nha, mình mua về là 3,3 triệu. Bây giờ mọi người để lại cho mọi người giá là 3 triệu. Con máy này thực sự rất là đáng tiền, đáng đồng tiền bát gạo cho mọi người mua. Để lại cho mọi người giá 3 triệu. Nhanh gọn mà chuyển khoản thì có thể sẽ xuống 2,9 triệu gì đó. Mọi người ai nhiệt tình và thích con máy như thế này thì chúng ta liên hệ nha. Thực sự là với số tiền 3 triệu không lớn nha cả nhà. 3 triệu không lớn để sở hữu một con máy như thế này. Chúng ta mua một số dòng máy của Trung Quốc mà câu tương đối ok thì một số máy lớn mà câu tương đối ok của bên nước thứ ba sản xuất bên Trung Quốc này kia họ thì cũng đã rơi vào khoảng 2 triệu mấy rồi. 2 triệu rưỡi, thường là khoảng 2 triệu rưỡi. Thì con máy này thực sự rất là đáng tiền. À. Rồi ok, anh chị em chú bác nào hợp nhãn thì liên hệ Zalo, số điện thoại ghi trên màn hình nha. Rồi mọi người đừng có lo lừa đảo ha, ai thật ai giả thì xem cách nói chuyện thì mọi người biết rồi. Rồi ok, chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. À, rồi bye bye.